quay trở lại với Unitool Việt Nam. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái bộ cờ lê lược đầu giời của hãng Kaisun Germany. Văn phòng hôm nay thì nó hơi nhiều đồ đạc về một chút cho nên là tiện tay sẽ review luôn đây cho bạn xem. Nó có mã hàng là 516-1635. Đây là bộ cờ lê lược đầu giời có cái kích cỡ đầu giời là 9x12mm. Đấy, đây là một vài những thông số cơ bản của bộ của Kaisun Germany. Đựng trong vali sắt này. Vali này thì nó cũng nhỏ gọn thôi bởi vì đây cái cờ lê này nó size nhỏ. Ok, chi tiết nhà bây giờ mình sẽ mở luôn ra cho các bạn xem luôn này. Này có giải lực của nó là từ 20 tới 100 newton, gồm 33 món trong cái bộ này. Đây, đây mình sẽ tổng quát trước này. Đây là đầu kiểu dạng cờ lê này. Đấy, đây là đầu kiểu dạng như đầu cờ lê, và đây là size to nhất của nó, nhỏ nhất là từ 7 đây. Đấy, của nó là từ cỡ 7 cho và tới lớn nhất đó là 19mm. Tất cả mã hiệu riêng của từng cái đầu giời này thì đã ghi luôn ở trên đây rồi. Và đây nó cũng có chú thích lực tối đa để thao tác cho một cái đầu cờ lê giời như này. Đó. Đây, tôi sẽ ứng dụng cho các bạn xem. Đây thì chúng ta sẽ lắp được như thế này. Đây, nó là như thế này các bạn ạ. Đây, chúng ta cho vào đây này. Đây. Đó. Sẽ thao tác như thế này. Đấy, thì như thế này chúng ta sử dụng vặn để vặn siết cái con bu lông như thế này luôn. Đấy, thao tác điều chỉnh lực thì chỉnh lực cũng giống như bao nhiêu cây cờ lê lực của Kaisun thôi. Đây, để thao tác là kéo cái lẫy này ra thì để chỉnh lực này. Đó, để chỉnh lực các bạn mong muốn. Mà sau khi chỉnh lực xong thì chúng ta nhấn cái chốt khóa này vào. Ok. Đấy, lấy cờ lê lực ra, lấy cái đầu giờ ra bằng cách nhấn vào đây. Lấy cái đầu giờ ra, chú ý là lắp chuẩn nhẹ nhé, không được lắp ngược nhảy. Lắp ngược nhảy nó sẽ bị kẹt luôn vào cái đầu này. Ok. Đấy thì đấy là những cái đầu giờ, đầu vuông. Tiếp theo thì đây là đầu giờ. Đầu giờ này thì nó lắp vào như một cái dạng cờ lê lực bình thường này. Đấy, các bạn thấy đấy. Lắp vào như những cái dạng đầu cờ lê lực bình thường thôi. Đó, chúng ta có thể lắp vào như này. Đấy thì nó cái đầu này thì lại kết nối với những cái đầu tuýp đó. Đây, gạt lẫy đảo chiều rồi. Ở bên này thì chúng ta có một cái đầu nó lớn hơn. Đây, cái đầu lớn hơn. Đấy, cũng gạt lẫy đảo chiều. Đấy, chắc là đầu, một đầu là 3/8, một đầu là 1/4. Rồi, ok, tiếp theo những cái phần đầu giời của dạng đầu tròng này. Đây, đầu giời đầu tròng này thì chúng ta cũng có là nhỏ nhất là từ size 7 này. Đó. Và lớn nhất là size 22. Đấy, các bạn thấy thấy. Đó. Đầu tròng này thì có số poi là 12. Đây, tức là những cái cạnh này này. Cái việc mà 12 poi này phù hợp cho những cái con ốc 6 cạnh hay 4 cạnh thì đều có thể vặn siết được. Nên nói chung rất là đa năng. Đấy, thì lắp vào thì là như thế này. Như cái đây. Đây là đầu giời của cờ lê này, cờ lê lực này. Đó. Nó chính là như thế này. Rồi. Ok, thì đi kèm theo cái cờ lê lực thì nó luôn luôn là không thể thiếu được, đó là một cái giấy hiệu chuẩn được cung cấp bởi hãng sản xuất Kaisun. Đây. Đây. Đó. Còn cái cây cờ lê lực này thì chắc là các bạn xem trên kênh Unitool Việt Nam thì đã xem quá là nhiều lần rồi. Thì tôi sẽ không nói chi tiết đến nó quá nhiều nữa. Sau khi mà sử dụng xong thì một cái điều mà luôn luôn phải nhớ của chúng ta đó là chỉnh cờ lê lực về cái giải lực min. Đó, tức là ví dụ như cây này từ 20 đến 100 Newton thì tôi sẽ chỉnh về là 20 Newton. Đây giải lực Newton trên mét này, giải lực foot pound này. Đấy, đây là mã riêng của cờ lê lực này là 516-1632, thuộc dòng Ego Tokwe Precision. Đấy, tiếng Anh mình không tốt lắm nhưng là nếu mà nói sai thì các bạn đừng có bắt lỗi. Đây, thì đây là tổng quan cái bộ cờ lê lực đầu giời cỡ là 9x12 của Kaisun Germany, gồm 33 món. Ngoài cái bộ như thế này ra thì Kaisun còn rất nhiều tùy chọn những cái bộ khác, một số chi tiết có thể lớn hơn cũng như là cái đầu giời cơ lê lực nó lớn hơn.
Thì cụ thể các bạn nhu cầu cần như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp với Unitool Việt Nam thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.